Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Phan Nguyên, chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền nằm ở trục đường Phan Đăng Lưu, phường 3 quận Phú Nhuận nha. Và vị trí mình rất gần với khu phố ẩm thực Phan Xích Long nha. Đây, phía sau lưng Vân là khu phố ẩm thực Phan Xích Long nè. Mình chỉ đi vài bước chân thôi là đến vị trí căn nhà của mình. Nhà mình thuộc mặt tiền đường Phan Đăng Lưu, phường 3 quận Phú Nhuận. Vị trí kinh doanh buôn bán khá là sầm uất nha. Và vị trí Vân đang đứng ở đây nè, là ngay ngã tư giữa trục đường Phan Xích Long và đường Phan Đăng Lưu nha. Đây là trục đường Phan Xích Long nè. Đây, vị trí ở đây là quý cô chú anh chị mình có thể thấy được cái cổng chào của phố ẩm thực Phan Xích Long ha. Thì vị trí này á, là mình có khá nhiều cái dịch vụ tiện ích nha. Như các trường dạy Anh ngữ đều tập trung ở khu vực đường Phan Xích Long này, phố ẩm thực nè. Và vị trí này á, thì kinh doanh buôn bán khá là sầm uất nha. Mình có thể kinh doanh đa ngành nghề được luôn. Và đây, vị trí căn nhà của mình thuộc mặt tiền đường Phan Đăng Lưu. Đây, nếu mà đi thẳng về hướng này á, là chúng ta sẽ ra đến ngã tư Phú Nhuận nè. Đó, phía trước mặt mà xe đang đứng đậu đợi là ngay trục đường Phan Đình Phùng và đường Phan Đăng Lưu này ha. Và đây là căn nhà mặt tiền mà Vân hôm nay xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị. Nhà mình có địa chỉ là 148 đường Phan Đăng Lưu, phường 3 quận Phú Nhuận. Nhà có kết cấu là một trệt, hai lầu sân thượng đúc thật bê tông cốt thép. Và đây là view từ nhà mặt tiền mình nhìn ra đường nè. Nhà có hướng chính là hướng đông nam, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Với chiều ngang căn nhà là 3m6. Diện tích hiện trạng là 42m2. Diện tích công nhận trên sổ là 33m2 nha. Đây. Hiện tại nhà đang được cho thuê để bán xe máy nha, với mức giá thuê là 35 triệu mỗi tháng. Đây là khu vực phía sau nhà mình nè. Mình có một cái nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt. Nhà mình cũng khá cũ rồi. Quý cô chú anh chị mua về mình có thể cho thuê tiếp ha, hoặc là mình cải tạo sửa chữa để ở thì tùy nhu cầu của mình thôi. Nếu mình sửa mới hơn thì cái giá thuê mình sẽ được cao hơn ha. Đây là vị trí tầng trệt của mình nè. Khu này là kinh doanh đa ngành nghề đều được luôn. Đây là vị trí mặt tiền trước nhà mình nè. Và bây giờ con xin mời mọi người cùng tiến lên không gian của các tầng để mình tham quan ha. Đây, cầu thang của nhà mình là được ốp gỗ hết toàn bộ nha. Và đây là không gian của khu vực lầu 1 nha. Đây là phòng ngủ phía trước ở lầu 1. Từng phòng được lót gỗ nè. Đây phòng phía trước của mình. Ban công của mình rộng khoảng 1 mét ha. Đây mặt tiền trước nhà mình ha. Xe cộ lưu thông rất là đông đúc luôn. Nhà mình cách âm cũng khá là tốt, không có quá ồn nha quý cô chú anh chị. Đây. Và đây là nhà vệ sinh của khu vực lầu 1. Và đây là phòng ngủ thứ hai ở lầu 1 của mình. Hiện tại gia chủ đang cho thuê nhà nguyên căn ha.
Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến lên không gian của khu vực lầu 2. Thì kết cấu của lầu 2 cũng tương đương với lầu 1, bao gồm có hai phòng ngủ trước và sau nhé. Và đây là không gian của phòng ngủ phía trước ở lầu 2 nè. Hiện tại thì người thuê đang sử dụng khu vực này để làm kho, để đồ nha. Nhà này quý cô chú anh chị mình cần sơn sửa lại thôi. Nó cũ là cũ nước sơn thôi. Nhà kết cấu vẫn còn rất là ổn. Dạ. Và đây là ban công của khu vực lầu 2 của mình nè. Ban công cũng khoảng 1 mét nha. View ban công nhìn ra mặt tiền đường nè. Khu này là rất là sầm uất luôn. Và đây là nhà vệ sinh nè của khu vực lầu 2. Và đây là khu vực phòng ngủ thứ hai trên lầu 2 của mình ha. Và bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến lên không gian khu vực sân thượng nha. Cầu thang đi lên sân thượng của mình là cầu thang sắt. Mình có hai khoảng sân thượng trước và sau. Đây là sân thượng phía sau nè. Thì hiện tại người thuê đang sử dụng để phơi quần áo ở vị trí này. Vị trí đặt bồn nước cũng ở đây. Ở đây mình có cái giếng trời ha. Và phía trước mình có một cái sân thượng phía trước luôn nè. Khu vực này mình có mái che thì quý cô chú anh chị mình có thể cải tạo để sử dụng làm khu vực phòng thờ cũng được nha. Và đây là sân thượng phía trước nè. Này view nhìn ra mặt tiền đường của mình. Và với một căn nhà mặt tiền nằm ở trục đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận này, sát với khu phố ẩm thực Phan Xích Long, đang được gia chủ chào bán với mức giá là 13 tỷ 600 triệu còn bớt lọc cho cách thiện chí. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ ngay với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.